Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh CC3DS. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về một số loại xích nhựa được sử dụng phổ biến rộng rãi cho công nghiệp. Như các bạn đã biết thì xích nhựa là một phụ kiện dùng để sử dụng bảo vệ dây điện trong các hệ thống tự động hóa có di chuyển liên tục như máy CNC hoặc là một số máy tự động khác chịu được hàng triệu lần gập. Ở đây mình đang có là 4 xích nhựa do công ty CNC3DS cung cấp. Thì bốn loại xích nhựa này có đặc điểm chung là đều được cấu tạo từ nhựa PA66 có khả năng chống mòn tốt, khả năng chịu nhiệt cách và cách điện, độ bền cơ học cao, chịu được hàng triệu lần gập. Đầu tiên là về loại xích nhựa có kích thước là 18x25. Thì loại xích nhựa này có chiều cao là bên trong là 18mm, rộng 25mm. Có lỗ dùng để cố định xích nhựa này. Xích nhựa này cũng có thể nối dài ra bằng cách để nối xích thì đầu tiên ta sẽ tháo chốt. Sau đó ta sẽ tháo chốt này ra. Như vậy là ta có thể nối xích bằng cách ta nối tiếp vào hai chốt này. Thì loại xích này thì được sử dụng trong các loại máy mini sử dụng ít dây. Tiếp theo là loại xích có ký hiệu loại xích có kích thước là H25 57. Thì loại xích này có chiều cao bên trong là 25mm, rộng 57mm. Loại xích này cũng có các lỗ dùng để cố định xích. Tiếp theo là để nối loại xích này thì đầu tiên là ta sẽ tháo chốt, tháo hai chốt. Tháo tiếp chốt này nữa. Tháo tiếp hai chốt này. Sau đó ta cho vào đây. Sau đó khi để nối tăng chiều dài của xích thì ta sẽ nối tiếp vào hai chốt này. Thì loại xích này thì thường được dùng cho các máy tầm trung hoặc là các loại máy CNC. Hoặc là các loại máy sử dụng nhiều dây, khá nhiều dây. Hoặc là các loại máy sử dụng khá nhiều dây. Tiếp theo là đến loại xích có chiều cao là 35 và rộng 75. Tức là bên trong là cao 35mm và rộng 75mm. Loại này cũng có các đầu chốt cố định xích và cách nối xích thì cũng như loại xích này, cũng như loại xích có chiều cao là 25mm và rộng là 57mm. Loại xích này thì thường được sử dụng cho các loại máy
Loại máy sử dụng nhiều dây điện và to. Tiếp theo là đến loại xích có chiều cao là 35 mm, chiều rộng là 100 mm. Loại xích này cũng có các lỗ dùng để cố định xích và cách lối xích thì cũng giống như loại xích có chiều cao là 25 mm và rộng 57 mm. Loại xích này thì thường được sử dụng cho các loại máy cỡ lớn sử dụng nhiều dây điện. Trên đây là một số loại xích do công ty mình cung cấp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh.